Thor Trip Jedi High End Equipment Instructions. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Thor Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chào mừng các bạn đến với dòng Performance Plus trái tim của THOL Dream Center, tất cả các chi nhánh. Tại vì sao? Đây là công nghệ đỉnh cao của dòng Stock Drive, giá trị thương mại rất lớn, 100 triệu hơn một chiếc máy. Tất cả các chi nhánh của tôi đều trang bị dòng Performance Plus Full Run. Vậy thì cái dòng này là dòng gì? Performance Plus, dòng cao cấp nhất của Structurai Mỹ Đế 2M. Rồi, không gì chỉnh hết. Nhưng mà có cây này nó lại làm khác màu. Đây, nó có một cái đồ chúng ta phải nhìn ở dưới đây. Chứ khó nhìn mấy bạn. Không phải nhìn không nổi luôn. Trời ơi, má nó giấu rồi ba ơi. Thằng này nó giấu lỗ rồi, không đếm lỗ được. Nó giấu lỗ rồi nè, lỗ nó nè, lỗ nằm trong hốc rồi nè, mỗi bên nó ba lỗ rồi. Để tập hai cái eo thôi. Một đặc trưng của dòng Performance Plus, dòng BA nó không có, đó là cái đồ chỉnh tạ đó. Này là không nè, không bao, chỉnh là chỉnh thêm á, bonus thêm. Này không bao, 5 bao, 10 bao, rồi dặn qua đây 5 bao, dặn qua đây 10 bao, rồi di tập 10 bao, chọn đây. Là tức là này là nó là 30 bao, 45 bao cộng với 10 bao này nó ra 55 bao. Nhớ. Rồi, nhẹ nhàng thôi, khởi động cho tình yêu. Duy sẽ minh họa các bạn tập eo. Chúng ta cùng thị phạm. Nè, đẩy cái cây này ra. Lắc. Không biết đâu hết, ai biết, ra vô. Cụp. Cái vị trí á, mà càng sâu như vậy tập càng khó. Tới đây là được rồi, thấy không? Đang tập bên nào? Tập cả hai bên đó. Nhưng mà bạn quay bên nào thì bạn đang tập bên đó. Bên này nó vô nhiều hơn. Bên đây nó vô chút đỉnh. Rồi chút xíu bạn đảo bên đó thì bên đây nó vô nhiều hơn. Bên đây nó vô chút đỉnh. À. 12 tới 15 nha các bạn. Bài này phải kiên trì. Đốt mỡ eo, săn eo, nhỏ eo, tạo cơ liên sườn và cơ V cấp. Hạ tạ nhẹ nhàng vô. Lật cái cây ra. Di chuyển qua phía bên này. Vị trí này nè là cái vị trí số 3. Ở trong đếm ra 1, 2, 3. Bên đây cũng vậy, 1, 2, 3. Thẳng người nha. Không có cong lưng ạ. Và chúng ta cứ tập như thế 4 set. Một set đó nó phải là một cặp, tức là bạn tập ở đây 4 cái xong bạn qua đây 4 cái thì nó mới là một set. Bài tập này là bài tập tốt nhất để vô eo. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh. City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu.
Power hai em hấp rắc đẳng cấp thế giới. Ah!